Cô mến chào các con. Các con đang theo dõi chương trình dạy tiếng Việt lớp 1 trên sóng đài truyền hình Trà Vinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học bài 23, trang 58, sách tiếng Việt lớp 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trước tiên các con hãy nhìn xem cô có một bức tranh. Các con quan sát và cho cô biết con thấy gì trong tranh nhé. thưa cô, con thấy các bạn cầm lồng đèn đi chơi trung thu, chú cội và chị Hằng phát quà bánh cho các bạn, các bạn còn được xem múa lân nữa ạ. À. à, đúng rồi, đây là tranh vẽ cảnh một đêm trung thu. Trung thu là vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm. Vào ngày này, trẻ em thường được vui chơi, được xem rước đèn, được phá cổ, xem múa lân và được chia quà bánh. Với nội dung tranh như vậy, cô có câu sao? Các con hãy lắng nghe cô đọc. Trung thu bé được chia quà. Các con hãy cùng đọc theo cô nhé. Trung thu bé được chia quà. Các con hãy nhìn xem trong tiếng thu có âm thờ trong tiếng chia có âm yê đây là hai âm mới mà hôm nay chúng ta sẽ học đó là âm thờ và âm yê cô giới thiệu với các con đây là thờ in hoa đây là thờ in thường và đây là âm yê thờ E thờ E chúng ta sẽ bắt đầu với âm thứ nhất nhé. Đây là âm thờ. Các con hãy lắng nghe cô đọc, sau đó sẽ đọc cùng cô. Thờ, thờ, thờ. Các con hãy đọc thử xem nào. Thờ, thờ, thờ cô giới thiệu với các con đây là tiếng thu trong tiếng thu có âm thờ đứng trước âm u đứng sau cô sẽ hướng dẫn các con đánh vần tiếng thu nhé thờ u thu thu thờ u thu thu các con hãy đọc lại xem nào thờ u thu thu chúng ta sẽ qua âm thứ hai đó là âm i âm i gồm hai âm y và âm a ghép lại đó các con các con hãy lắng nghe cô đọc i i i các con hãy đọc thử xem nào i i i đây là tiếng chia trong tiếng chia có âm chờ đứng trước, âm ia đứng sau. Các con hãy lắng nghe cô hướng dẫn đánh vần và đọc trơn tiếng chia. Chờ ia chia chia chờ ia chia chia các con hãy đọc lại xem nào chờ ia chia chia chúng ta sẽ cùng đọc lại hai âm mới học nhé thờ thờ u thu thu y chờ y chia chia cô đọc lại một lần nữa thờ thờ u thu thu y chờ y chia chia các con hãy đọc thử xem thờ thờ u thu thu y chờ y chia chia bây giờ các con hãy nhìn xem cô hướng dẫn ghép tiếng thu và tiếng chia từ bộ thể chữ tiếng việt để ghép tiếng thu từ bộ thẻ chữ cô lấy âm tờ ghép trước sau đó cô lấy âm hờ ghép phía sau âm tờ để tạo thành âm thờ và cuối cùng cô lấy âm u ghép phía sau âm thờ thế là chúng ta đã được tiếng thu rồi muốn ghép tiếng chia cô lấy âm cờ ghép trước Rồi cô lại lấy âm hờ ghép phía sau âm cờ để tạo thành âm chờ. Tiếp theo cô lấy âm y ghép phía sau âm chờ. Cuối cùng cô lấy âm a ghép phía sau âm y. Thế là chúng ta đã được tiếng chia rồi nè. Các con hãy cùng cô đọc lại hai tiếng vừa ghép được nhé thu chia thu chia thu chia Sau đây các con hãy xem cô hướng dẫn đọc các tiếng nhé. Trước khi hướng dẫn đọc các tiếng, các con hãy nhìn xem ba tiếng này điểm giống nhau là ở chỗ nào? Con thưa cô, ba tiếng này giống nhau là có âm thờ đứng trước. À, đúng rồi. Ba tiếng này giống nhau là có âm thờ đứng trước. Các con hãy lắng nghe cô hướng dẫn đọc. Thờ e the hỏi thẻ. Thẻ. Thờ o tho nặng thọ. Thọ thờ ơ thơ thơ các con hãy đọc thử xem nào thờ e the hỏi thẻ thẻ thờ o tho nặng thọ thọ thờ ơ thơ thơ tiếp theo cô cũng có ba tiếng nữa ba tiếng này giống nhau ở chỗ nào vậy các con? Con thưa cô, ba tiếng này giống nhau là có âm y đứng sau. À, các con nói đúng rồi. Ba tiếng này giống nhau là có âm y đứng sau. Các con hãy lắng nghe cô hướng dẫn đọc nhé. Đờ, y, đi, ngã, đĩa, đĩa, mờ e me sắc mía mía thờ y thi quyền thìa thìa các con hãy đọc lại xem nào thờ e ri ngã đĩa đĩa mờ e me sắc mía mía Thờ yêu thi quyền thề thề các con hãy cùng cô đọc lại sáu tiếng nhé thờ e the hỏi thẻ thẻ thờ o tho nặng thọ thọ thờ ơ thơ thơ đờ y đi ngã đĩa đĩa mờ y mia sắc mía mía thờ y thi quyền thìa thìa thẻ thọ thơ đĩa mía thìa thờ e the hỏi thẻ thẻ thờ o tho nặng thọ thọ thờ ơ thơ thơ đờ yêu đi ngã đĩa đĩa mờ yêu mía mì sắc mía mía Thờ, y thi, quyền, thề, thề, thẻ, thọ, thơ, đĩa, mía, thề. Các con đọc rất tốt. Không biết các từ hôm nay chúng ta sẽ học là từ gì nhỉ? Các con hãy theo dõi tiếp nhé. Các con hãy nhìn xem. Đây là tranh vẽ một góc thủ đô hà nội của nước việt nam ta cô có từ thủ đô còn đây là tranh vẽ một phong bì phong bì này là dùng để khi chúng ta cần viết một lá thư chúng ta sẽ bỏ vào phong bì này và gửi cho một ai đó với tranh này cô có từ lá thư còn đây các con có biết là gì không đây là cái muỗng và cái nĩa theo phương ngữ miền bắc người ta gọi đây là thìa dĩa cô có từ thìa dĩa cô đố các con đây là lá gì à đây là lá tía tô cô có từ lá tía tô các con hãy lắng nghe cô hướng dẫn đọc các từ nhé thờ u thu hỏi thủ đờ ô đô thủ đô Lờ a la sắc lá thờ ư thư lá thư thờ y thia quyền thì giờ y dia ngã dĩa thìa dĩa l a la sắc lá tờ Y, tia sắc tía tờ ô tô lá tía tô các con hãy nghe lại một lần nữa thờ u thu hỏi thủ đờ ô -đô, đô thủ đô l a sắc lá thờ ư thư lá thư thờ y thi quyền thìa giờ y gia ngã dĩa thì dĩa lờ a la sắc lá tờ y tia sắc tía tờ ô tô lá tía tô các con hãy đọc lại xem nào thờ u thu hỏi thủ đờ ô đô thủ đô lờ a la sắc lá thờ ư thư lá thư thờ y thi quyền thề giờ y diên ngạc thì là a la sắc lá, tàu y tia sắc tiếc, tàu ô tô lá tô. Bây giờ chúng ta sẽ qua luyện đọc cả bài nhé các con. Các con hãy lắng nghe cô đọc, sau đó đọc cùng cô. Thờ thờ u thu thu y chờ y chia chia thẻ thọ thơ đĩa mía thìa thủ đô lá thư Thìa dĩa lá tía tô thờ thờ u thu thu e chờ e chia chia thẻ thọ thơ đĩa mía thìa thủ đô lá thư thì dĩa lá tía tô bây giờ các con hãy theo dõi cô hướng dẫn các con viết chữ thờ chữ thủ đô chữ y và chữ thề nhé để viết chữ thờ trước tiên cô viết con chữ tờ cao ba ô ly nói liền với con chữ H cao 5 ô ly để tạo thành chữ Th. Muốn viết chữ thủ đô, cô sẽ viết chữ thờ nói liền với chữ U Sau đó cô viết dấu hỏi trên đầu chữ U để được chữ thủ. Để viết chữ đô, cô sẽ viết con chữ đờ cao 4 ô ly. Tiếp theo cô sẽ viết con chữ ô cao 2 ô ly, chạm điểm kết thúc của con chữ đờ. Thế là cô đã được chữ thủ đô rồi muốn viết chữ Y, trước tiên cô sẽ viết con chữ Y cao 2 ô ly. Tiếp theo, cô viết con chữ A cao 2 ô ly, chạm điểm kết thúc của con chữ Y là cô đã được chữ Y. Để viết chữ thìa, cô sẽ viết chữ thờ rồi cô lại viết nói liền với con chữ y cao hai ô ly. cô viết tiếp con chữ a cao hai ô ly chạm điểm kết thúc của con chữ y. cuối cùng cô viết dấu quyền trên đầu chữ y là chúng ta đã được chữ the rồi nè các con hãy cùng mở vở ra để luyện viết vào vở với cô nhé bây giờ các con hãy cùng cô bước vào một phần mới đầy thú vị nhé các con hãy nhìn xem cô có các hình gì đây con thưa cô con thấy có lá thư cái thẻ con ba khía cá lia thia cây mía và con thỏ ạ à. à các con nói rất đầy đủ cô có lời khen các con bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con thực hiện ở phần này nhé ở đây cô có một từ chúng ta sẽ đọc xem từ này là từ gì và từ này sẽ nói với hình nào cho thích hợp đây là từ thỏ cô sẽ nói từ thỏ này với hình con thỏ tương tự như vậy các con hãy đọc xem cô có các từ gì nữa các con sẽ đọc xem các từ này là các từ gì và các từ này sẽ nói với các hình nào cho thích hợp nhé các con các con hãy nhìn xem các con có làm được giống như cô không đây là từ lá thư từ lá thư này cô sẽ nói với hình lá thư còn đây là từ thẻ cô sẽ nói với hình cái thẻ đây là từ lia thia cô sẽ nói với hình con cá lia thia đây là từ mía cô sẽ nói với hình cây mía và cuối cùng là từ ba khía cô sẽ nói với hình còn ba khía các con có làm giống như cô không các con hãy tìm xem ngoài những từ và các hình này ra còn từ nào có thể ghép với hình nào cho phù hợp nữa nhé bây giờ các con hãy cùng cô đọc lại hai âm vừa học hôm nay thờ 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 ia 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 buổi học của chúng ta đến đây đã hết rồi các con các con ở nhà cố gắng luyện đọc bài cho thật nhiều để đọc được trôi chảy hơn và cũng đừng quên ôm lại các âm đã học và bên cạnh đó các con cần cố gắng luyện viết chữ cho đúng và cho thiệt là đẹp nhé các con cô chào tạm biệt các con hẹn gặp lại các con vào giờ học sau